đây cũng là một trong những nguyên nhân mà em muốn tới đây em cải thiện. Thứ nhất là cái rãnh này, thứ hai là mắt, và thứ hai là cái vùng má của mình nó thẳng lên thì lên hình nó sẽ rất là đẹp, không thấy được cái chứ mình bị chảy xệ. Thì nhà Nhi thấy không, thấy cái sự khác biệt ha, mọi người để ý về cái nhất là cái rãnh này Nhi ha. Dạ, cái rãnh hai bên gương mặt của mình cái độ nó thon gọn hơn, cái mắt cái nhâm này nó bọng hơn, cái mắt của mình, mắt bên mình bây giờ thì nó đỡ rất nhiều cái nếp nhăn. Đúng rồi, chỗ này nè. Dạ. Hay quá ha, ghê quá chị, ám ảnh em luôn, em nhìn em còn ám ảnh. Dạ, da mình thì nó căng hơn đó chị có để ý là cái da đúng rồi chị, căng hơn nè. Là những cái phần rãnh mắt này, hay là cái phần cơ, những cái phần rãnh mũi này, nói chung cái phần là rãnh mũi, rãnh mũi rồi hay cả những khóe miệng này, đó là mình không, mình đánh phấn nhiều nó sẽ tạo thành nếp nhăn, nó có cái rãnh. Thì khi mà làm cái công nghệ này nó không đơn thuần là làm cho cái gương mặt mình nó gọn lại, mà tất cả những phần rãnh ấy nó đều được căng. Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Entherapy công nhận. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào vùng cổ của mình, cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, da mình đã cũng được cải thiện luôn, không có xâm lấn gì hết. Dám làm đi, mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%. Để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.